Hello, xin chào tất cả anh em. Thì với mẫu cục đẩy 8004XS này, với công suất đưa ra nó là 700 đến 800W trên một kênh, và giá của nó hiện tại đó là 7 triệu 800.000 đồng là chưa bao gồm phí ship anh em nhé. Phí ship con này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 2 đến 300.000 tùy từng địa điểm và tùy từng nơi của anh em trên mọi miền của Tổ quốc. Và giá của nó sẽ dao động trong tầm khoảng đó thôi anh em nhé. Dao động trong tầm khoảng 200 đến 300.000. Và với cái thiết kế mẫu của cục đẩy 8004XS này, anh em cũng có thể nhìn thấy rất là đẹp đúng không ạ? Hai tay sách hai bên, và chính giữa nó sẽ là những cái chiết áp cho từng kênh một, và các giải đèn nháy báo tín hiệu cho từng kênh để anh em có thể sử dụng. Logo lưới Agoutic 8004XS nó sẽ làm ở bên tay trái của anh em. Và cái công tắc nguồn thì nó sẽ làm bên tay phải. Rất là đẹp đúng không ạ? Đây là một cái thiết kế rất là đẹp, và anh em có thể nhìn thấy với cái mẫu này thì nó cũng rất là ok. Và với mẫu bên mạch này, em cũng đã mở cái nội thất để cho anh em cùng xem với cái bên mạch, cái thiết kế bên trong này của nó. Thì anh em nhìn một cái thiết kế bên mạch cũng rất là quen thuộc đúng không ạ? Sử dụng mạch Class H và 64 sò NJW, 64 sò anh em nhé, 64 sò NJ và công suất 700 đến 800W. Bên mạch của nó thì sử dụng đó là những sử dụng bên mạch màu đen. Đây, hoàn toàn bên mạch màu đen và sử dụng linh kiện cắm anh em nhé. Đây, linh kiện cắm. Đấy, hoàn toàn sử dụng linh kiện cắm. Rất nhiều các con tụ, con trở, vạch 5 màu ở đây. Đấy, rất ok đúng không ạ? Đấy, một cái thiết kế. Và sò NJ 64 con. Và nguồn này size đường kính tầm khoảng 21-22cm đường kính. Và dây của nó cũng sử dụng đó là dây đồng anh em nhé. Lưu ý với tất cả anh em, nguồn xuyến tròn đường kính 21-22cm. Và dây đó là dây đồng, để cho anh em có thể yên tâm và sử dụng với những mẫu cục đẩy 8004XS này. Sử dụng 16 tụ long nguồn, tụ của tâm đa 80V 15.000mi, một trị số rất là cao đúng không ạ? Dây dẫn thiết kế. Và dây nguồn dòng này thì sử dụng dây nguồn dạng 3 chấu anh em nhé. 3 chấu này thì anh em cũng có thể về nhà, nếu anh em có các cầu chuyển đổi hoặc anh em có quản lý nguồn thì anh em có thể cắm trực tiếp, hoặc anh em có các cái ổ cắm mà nó không hỗ trợ ba chân này thì anh em có thể bỏ cái chân giữa là cái chân tròn này đi, và chân mát thì anh em bỏ cái chân này đi là ok. Đấy, lưu ý tất cả anh em. Và nếu anh em có quản lý nguồn, có ổ cắm rồi thì anh em cứ để cả ok nhất anh em nhé. Đấy, đây là dây nguồn của nó, sử dụng dây nguồn 3 chấu, 3 chân, và các chân sò, các chân trở, rồi quạt tản nhiệt ở đây. Quạt tản nhiệt thì sử dụng lên tới 4 chiếc quạt tản nhiệt. Và với những cái quạt này chạy rất là êm anh em nhé, rất là êm. Và nó có chế độ đó là auto fan. Thì auto fan là như thế nào? Khi anh em bật cái công tắc nguồn lên để sử dụng cục đẩy này thì có những quạt thì nó sẽ quay, và có những quạt nó sẽ không quay. Và nó sẽ sử dụng các con cảm biến này, khi nó nóng sò, nóng các cái thanh tản nhiệt này thì nó mới hoạt động các cái quạt này để nó quay anh em nhé. Em đã có những cái video để giới thiệu với tất cả anh em rồi, đã video để cho anh em xem cái quạt này nó đứng im, nó không chạy, rồi một lúc sau tạo cái áp lực vào thì cái vào cái sò và cái thanh tản nhiệt này, thì lúc đó thì cái quạt tản nhiệt này nó sẽ hoạt động anh em nhé. Đấy, quạt tản nhiệt này sẽ hoạt động tới tất cả anh em luôn. Đấy, rất là xịn sò, và quạt này nó cực kỳ là êm ái anh em nhé, cực kỳ là êm, và sử dụng trong gia đình thì cực kỳ là hợp lý. Sử dụng trong các phòng hát kinh doanh thì cũng quá là ok luôn, với 800W, được rất nhiều anh em đã sử dụng với dòng 800W trong các phòng hát karaoke kinh doanh. Đấy, mỗi kênh anh em đánh với cặp bát 30 thoải mái và căng cho tới tất cả anh em luôn. Đấy, thiết kế bên mạch ở đây anh em thể nhìn thấy. Đấy, quạt tản nhiệt, rồi nguồn, rồi các bo tụ, và mỗi một bo thì nó sẽ có một cái con dơ le để bảo vệ. Đây, kênh 1, kênh 2 và kênh 3, kênh 4 đều mỗi kênh sẽ có một con dơ le để bảo vệ. Bên cho phần bo tụ đều cũng có một con dơ le để bảo vệ. Đây, anh em nhìn thấy những con dơ le ở đây. Đấy, bảo vệ rất là chất lượng và cũng rất là ok đúng không ạ? Đấy, mạch bảo vệ cực kỳ là tốt luôn anh em nhé, mạch bảo vệ cực kỳ là tốt luôn. Và giới thiệu với anh em về cái mặt đằng sau của với những cái dòng cục đẩy 8004 này. Mặt đằng sau này của nó thì nó là một trong những dòng cục đẩy rất là phổ thông, giá thì cực kỳ là ưu đãi hấp dẫn. Tín hiệu đầu vào thì sử dụng tất cả bằng canon, và cũng có tất cả mỗi một kênh nó sẽ có một cổng link để anh em có thể link tín hiệu với các dòng cục đẩy khác để anh em có thể lấy cấp tín hiệu sang anh em nhé. Đấy, các cái cầu model đánh steel panel hybrid gain 0.775 1.0 và 1.44V anh em thì nhìn rõ thấy ạ.
và các cầu giao loa thì nó hỗ trợ nó cầu xoắn và cầu lưu trích spin công. Thì với gia đình thì em vẫn khuyên anh em đó là sử dụng cầu xoắn này, nó được chắc chắn hơn và bền bỉ hơn so với những cái dòng sử dụng spin công anh em nhé. Đấy thì đây bên mạch bên trong này của nó rất là chất, thiết kế mà đằng sau rất là phổ thông và khoa học, đúng không ạ? Thì ok, lên video nhanh để giới thiệu với anh em về cái mẫu cục đẩy giá rẻ rất là vừa túi tiền để cho anh em có thể chơi và tham khảo với mẫu cục đẩy này. Thì mọi thông tin nhu cầu mua hàng anh em hãy nhớ liên hệ với em qua số điện thoại bên góc dưới màn hình. Xem video thì hãy nhớ cho một like, một đăng ký kênh để xem các video mới nhất anh em nhé. Với 8004 này giá của nó rất là tốt tới tất cả anh em, 7.800.000 đồng là chưa gồm phí ship. Phí ship sẽ dao động tầm khoảng 200-300.000 tùy từng nơi, tùy từng địa điểm anh em nhé. Ok, chào tất cả anh em và hẹn em các clip lần sau. Có nhu cầu mua hàng hãy nhớ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên góc dưới màn hình.